Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợn nha các bạn. Hôm nay là nói về hàm số lượng giác tiết 4. Thì bài hàm số lượng giác giúp cho ta giải quyết những cái dạng bài như sau. Thứ nhất đó là tập xác định nè. Tập xác định, tập giá trị, tính chẵn lẻ, chu kỳ. Dạng thứ hai đó là sự biến thiên, đó chính là đồng biến, nghịch biến và đồ thị là hình vẽ. Dạng thứ ba đó là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác. Thì ở tiết 4 này là sẽ nói về chu kỳ hay còn gọi là hàm số tuần hoàn. Thì hàm số lượng giác, các bạn nhớ hàm số lượng giác nè, các bạn hay học đó là hàm sin nè, hàm cos nè, hàm tan nè và hàm cotan. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ nói về hàm số tuần hoàn. Và chu kỳ của nó, và chu kỳ. Thì các bạn nhớ công thức, đó là để hàm số tuần hoàn các bạn phải nhớ là fx cộng t phải bằng fx. Được chưa? T, nếu t là số dương nhỏ nhất, số dương nè, dương nhỏ nhất thì người ta gọi t là chu kỳ. Rồi bây giờ mình chứng minh hàm sin nha các bạn, xem coi nó có tuần hoàn hay không, chu kỳ nó là bao nhiêu. Sau đó các bạn hãy tự chứng minh hàm cos, hàm tan, hàm cotan, được chưa ạ? Thì mình sẽ áp dụng công thức mình đặt nè, là fx bằng sin x. Vậy fx cộng t sẽ bằng sin x cộng t. Rồi bạn, thì đây là a cộng b thì sẽ là sin a nhân sin b cộng sin a nhân cos b, rồi cộng cho sin b cos a, sin b cos a. Rồi thì để cho nó bằng với hàm fx thì ta sẽ tương đương sin x nhân có t cộng sin t nhân có x phải bằng sin x. Rồi các bạn so sánh tương ứng nè, sin x vậy hằng có t này phải bằng, có t phải bằng 1. Rồi ở đây không có x thì cái sin t phải bằng 0. Được chưa ạ? Sin t lại bằng 0. Khi dựa vào vòng tròn lượng giác, các bạn vẽ vòng tròn lượng giác ra. Đây, trục sin nè, trục cos nè, đây 1 nè, 0 nè, trừ 1. Để cos t bằng 1 là ở vị trí này, được chưa ạ? Vị trí này, được chưa ạ? Và sin t bằng 0 cũng vị trí này. Vậy các bạn xem câu quay mấy vòng sẽ tới đây nè. Quay bao nhiêu ạ? 2 vòng, được chưa? Quay một vòng các bạn, một vòng là 2 bi đó, một vòng là 2 bi. Vậy t của mình phải bằng 2 bi. Vậy cho thấy hàm số sin tuần hoàn với chu kỳ là 2 bi, được chưa? Tương tự hàm cos, hàm tan, hàm cotan các bạn cũng làm tương tự. Vậy ta có hàm sin chu kỳ là 2 bi, hàm cos chu kỳ là 2 bi, hàm tan chu kỳ là bi, hàm cotan chu kỳ là bi. Các bạn buộc phải nhớ những kiến thức này, được chưa? Để giải quyết bài tập. Rồi ở dưới đây là những bài tập liên quan về tính tuần hoàn và chu kỳ của nó. Các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.